Hello, xin chào buổi sáng, lại một ngày mới bắt đầu, lại một công việc mới, sáng sớm mình đi cà phê cho tỉnh táo thế nào các bạn ơi. Giờ tranh thủ uống ly cà phê xong, công việc buổi sáng của mình là đổ dầu cho xe. Cool đi theo mình nữa. Và đây là đoạn đường mình sẽ đi ngày hôm nay. Mình đi bắt đầu. Và đây đường rất là đẹp, không có gì hết. Nói chung là mùa khô thì đi rất là bình thường, nhưng mùa mưa là một vấn đề lớn. Đây sáng sớm lại vừa đi leo lên con voi, vừa được ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất là đẹp. Kia có một cái chòi. Ở đây là mình sẽ tiếp tục đánh xe để dê xe ra bức hàng thôi. Và đây là cái đống hàng hôm nay mình phải chở hết trong ngày hôm nay. Không biết từ giờ tới chiều có được 5 chuyến hay không. Thường thường sáng là 2 xe, chiều 2 xe là khỏe re lắm các bác ơi. Và đây là anh Bảy Lùng đang cắt cây. Rất là chuyên nghiệp đó các bác ơi. Đây đội mình đã bốc được 2 giây, còn 2 giây. Bên đây lực lượng mình hơi đông nên công việc cũng nhàn lắm các bạn ơi, không có gì khó hết. Sương sương và bây giờ bắt đầu khởi hành chạy về thôi. Trưa rồi. Tính ra chuyến này chị về cũng khỏe, bởi vì cũng khô lắm các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là một quá hành trình leo đồi đường núi.
rồi bắt đầu vượt con suối nhỏ. Ồ, rất củi. Và ra tới đường lớn đã gặp hai đồng đội, một chiếc Mitsubishi từ L227 và chiếc Subaru 2006. Và anh em gặp nhau giao lưu một tí rồi chạy về. Lại rất củi nữa rồi. Cần mọc mới cuối này về Sài Gòn. Giang ạ, bớt lại giang anh. Mua gặp được. Bớt lại. Dừng lại. Quay ra kia. Tâm ổn. Hả? Và đây là sương sương New York. Đi ngọt trước thôi, khỏi cần ngọt sau, bởi vì củi rất là nhẹ. Cảm ơn nha, quay ra rồi. Biết cơ, biết cơ. Và đây là Iskander 2007 và chiếc Subaru 2006 đang dìu dắt nhau lên núi. Việc khó có đồng đội, muốn thành công phải có anh em. Việc khó không sợ, chỉ sợ đồng đội mình ngu mà thôi.
Gãy câu luôn các bạn. Và đây là đang chạy qua trạm cân khai mấy khai truyền hôm nay của anh Thành Ba Miền. Và bây giờ cũng là 4:30 rồi, bây giờ bắt đầu đổ củi đi về thôi, nghỉ ngơi rồi sáng mai tính tiếp. SKTL 2007 là 5 tấn 2, 2, 10 nha. Tại ca nó hết rồi các bạn. Cuối cùng đã đổ hết rồi, bây giờ đánh xe đi về thôi. Kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.